Mùa Tây Bắc khoảng 3 ngày hoặc là 4, 5 ngày sau chị sẽ mổ. Chắp chắp cùng Uzi. Ta-da! Wow! Các bạn thấy bất ngờ không? Cái này rất là lạnh các bạn ơi. Rất là lạnh luôn. Bây giờ mình sẽ lấy răng là chắc chắn là sẽ ngon. 1, 2, 3. Oh yeah. Khi mà đổi vô thì mình mất cái này, mà mình đổi ra lại chỉ có gì đây thôi. Có nghĩa là còn lại nhất mà nó không có nằm ở đây là nó nằm ở đây hết. Các bạn hiểu chưa? Wow. Chỉ nghĩa là cái Twister với lại Mirinda nó người yêu, rất là hợp nhau. Mom là thế, mom. Giống như là mình sẽ cắt cái căm bỏ lên trên, xong rồi mình ăn với căm thì hố rất là mềm. Còn cái này thì cứng, cho nên là chỉ là cái này thì khó thấm vào hơn là dưa hấu. Miếng ở trên thì rất là ngon, nhưng mà miếng ở trong thì giống như cái dưa lưới bình thường. Mà chỉ là cái này ngon hơn, ngon hơn dưa lưới bình thường, đảm bảo. Cho nên là cũng sẽ ăn dưa lưới xong rồi chấm điểm thì có thể là được 7 điểm. Nhưng mà thấm vào Twister thì cũng giống như là 8,5 điểm. Thì uống thử cái Twister bình thường, loại bình thường trước. Sau đó Uchi sẽ uống cái này, Uchi sẽ so sánh thử cái nào ngon hơn các bạn. Khi mà Uchi uống đầu tiên, Uchi có thử mùi dưa hấu, bột cam, dưa lưới, xoài, bốn cái vị. Uchi chỉ bỏ Twister xong rồi lấy ra thôi, nhưng mà trong đây có bốn vị các bạn. Dưa hấu, dưa lưới, cam và xoài. Wow, cuối cùng là Uchi phát hiện ra là cái này rất là thành công và rất là ngon hơn như lưới bình thường. Uchi rất cảm ơn mọi người. Và các bạn, nếu mà các bạn thấy cái này hay thì các bạn nhớ bấm like và subscribe nhiều Uchi nha. Bye bye mọi người.